không cần tẩy trắng, kích trắng hay là thẩm mỹ, làn da tối màu của bạn vẫn có thể căng mịn và trắng sáng chỉ với những nguyên liệu thiên nhiên từ trong nhà, giúp bạn vừa có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và có thể cải thiện được làn da trắng sáng một cách dễ dàng và hiệu quả. Da trắng sáng luôn luôn là tiêu chuẩn của cái đẹp. Và theo các nhà nghiên cứu thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng làn da sạm và đen. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số tác nhân chính gây ra tình trạng sạm da và đen da. Cơ thể thiếu các loại vitamin thiết yếu như là vitamin A, vitamin B, vitamin C, E thì các vấn đề về da như là thô ráp, xỉn màu, sạm da sẽ xảy ra. Và nếu như không được bổ sung vitamin kịp thời thì còn khiến cho làn da sẽ nhanh bị lão hóa hơn. Nước không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe mà còn tác động rất là lớn tới làn da. Khi được cung cấp đủ nước thì lớp màng bảo vệ tự nhiên của làn da sẽ được củng cố, và ngược lại, khi thiếu nước thì làn da sẽ bị yếu rất nhiều do không được sản xuất collagen đầy đủ. Và tình trạng da thiếu sức sống, mệt mỏi, xỉn màu sẽ tái diễn và thậm chí là da sẽ bị bong chóc, khô và tổn thương. Hoặc là do yếu tố di truyền, nhiều người thì sinh ra đã có làn da tối màu và việc thay đổi để trở nên trắng sáng là khá khó. Tuy nhiên thì bạn có thể làm cho làn da sẽ mịn màng, tươi sáng hơn. Và ngoài ra thì những người mắc bệnh lý về gan, thận cũng có thể dẫn tới sạm da và vàng da, xỉn màu da. Và lúc này thì bạn cần tới bệnh viện để thăm khám và điều trị mới có thể trở về trạng thái da bình thường được. Và melanin là thành phần tự nhiên quyết định màu tóc, màu da, màu mắt của con người. Và lượng melanin càng lớn thì màu da, màu tóc, màu mắt sẽ tối màu hơn so với trường hợp ít melanin. Tuy nhiên thì do nhiều tác nhân có thể khiến cho lượng melanin trong cơ thể sẽ sản xuất nhiều bất thường, và đặc biệt là khi làn da ở dưới ánh nắng của mặt trời quá lâu lại không được bảo vệ thì điều này sẽ khiến cho làn da của bạn sẽ bị tối màu và không còn giữ được vẻ trắng hồng và rạng ngời, và thậm chí là có thể bị lão hóa da và ung thư da. Nhiều người quá chủ quan trong việc làm sạch da, dùng sữa rửa mặt không làm sạch da được hoàn toàn. Và đó là lý do mà vì sao các chuyên gia da liễu khuyến khích các bạn nên tẩy tế bào da chết 1 đến 2 lần một tuần. Lười tập thể dục, chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, thuốc lá, uống nhiều rượu bia cũng có thể làm thay đổi hormone và kết quả sẽ dẫn tới nhiều phản ứng oxy hóa kim loại bên trong cơ thể. Và sau đây thì Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trắng da toàn thân an toàn và hiệu quả. Bên cạnh là thức uống phổ biến thì bia tươi còn mang đến rất nhiều công dụng làm đẹp cho chị em chúng ta, đặc biệt là khả năng dưỡng trắng da toàn thân. Và trong bia thì có chứa hàm lượng cao vitamin B sẽ giúp cho làn da sẽ trở nên mượt mà, trắng sáng hơn. Ngoài tác dụng kháng khuẩn, dưỡng ẩm cho làn da, có thể giúp kiểm soát bã nhờn tốt, thì mật ong còn là nguyên liệu giúp bạn có thể cải thiện tông màu da của mình hiệu quả. Đậu đỏ có chứa nhiều vitamin B1, vitamin C, vitamin E giúp có thể tăng cường sức đề kháng cho làn da, chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn và bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím. Đồng thời sẽ hỗ trợ tái tạo tế bào da tươi mới hơn, giúp dưỡng da căng mịn và sáng hồng. Cám gạo có chứa nhiều dưỡng chất, nhiều vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng giúp làm sáng da, làm mờ vết hâm, sạm nám trên làn da rất là hiệu quả. Và cám gạo thích hợp dành cho mọi loại da, kể cả các làn da nhạy cảm. Và đây là một trong những nguyên liệu làm trắng da toàn thân nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Chúng ta còn có thể làm trắng da toàn thân tự nhiên với chanh tươi. Chanh tươi thì có chứa hàm lượng vitamin C rất là dồi dào, giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, nhanh chóng loại bỏ các hắc tố gây sạm nám da. Hàm lượng lớn các axit tự nhiên có trong chanh sẽ giúp cải thiện cho làn da trắng sáng hiệu quả. Trong lô hội hay là nha đam có chứa một hợp chất hoạt tính có khả năng ức chế khả năng tổng hợp melanin, và nhờ vậy thì làn da của bạn sẽ trắng sáng hơn. Tiếp theo thì Phương sẽ giới thiệu cùng các bạn cách làm trắng da toàn thân bằng trà thảo mộc. Trà thảo mộc giúp thanh lọc, mát gan và cũng có tác dụng làm đẹp da rất là hiệu quả. Đây là loại trà được biết đến trong việc làm thanh lọc cơ thể, làm mát gan rất là tốt cho sức khỏe. Và không dừng lại ở đó thì trà thảo mộc còn có thể săn chắc da, hạn chế tình trạng da chảy xệ. Với bản chất lành tính của nó thì các bạn có thể dùng để làm chăm sóc da theo định kỳ mà không hề gây bất kỳ một tác dụng phụ nào. Nước chanh có khả năng cấp nước cho da, trong sữa thì có chứa các enzyme nhẹ với các tác dụng dưỡng trắng và dưỡng ẩm cực kỳ hiệu quả. Và hai thành phần này khi hòa trộn với nhau thì sẽ tạo nên một hỗn hợp dưỡng và làm trắng sáng da rất là tuyệt vời. Và dùng hỗn hợp này một lần trên một tuần thì bạn sẽ bất ngờ khi cải thiện được tông màu da chỉ sau một tháng sử dụng.
Cách làm tiếp theo đó là làm trắng da toàn thân bằng sữa tươi không đường, sẽ giúp dưỡng ẩm, nuôi dưỡng cho làn da trắng mịn màng. Ngoài việc sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên, sử dụng kem dưỡng da cũng là một cách làm trắng da nhanh nhất. Và những sản phẩm này thì thường có khả năng làm giảm hoạt động của tổng hợp melanin. Cần chú ý tránh tuyệt đối các sản phẩm làm trắng da có chứa thủy ngân. Mặc dù là mang lại hiệu quả dưỡng trắng rất là nhanh chóng nhưng nó có thể gây ung thư. Và khi lựa chọn thì hãy tìm tới những sản phẩm có thương hiệu lâu năm, uy tín, và chúng ta đừng nên chọn mỹ phẩm dưỡng trắng da chỉ vì giá rẻ, và hãy nghĩ tới sự an toàn đầu tiên cho làn da của bạn. Ngoài áp dụng các giải pháp dưỡng trắng da toàn thân tại nhà thì bạn có thể kết hợp thêm viên uống trắng da từ bên trong để quá trình dưỡng trắng mịn da không tì vết sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và Phương xin đưa ra một vài gợi ý cho các bạn những dòng viên uống trắng da tốt nhất hiện nay được phái đẹp ưa chuộng sử dụng để các bạn có thể tham khảo và dễ dàng lựa chọn. Và link sản phẩm thì mình sẽ để ở phần mô tả video. Video đến đây là kết thúc. Rất là mong muốn được sự ủng hộ của các bạn bằng nút like, subscribe để có thể tiếp thêm động lực cho Phương ra nhiều video mới để có thể chia sẻ kiến thức làm đẹp. Cảm ơn và hẹn gặp lại.